Cướp biển Johnny Depp lên hương sau khi vợ cũ rời Hollywood. Cướp biển Johnny Depp tiếp tục là gương mặt đại diện cho nước hoa sau Veet của Dior sau khi ký hợp đồng 3 năm lên đến 20 triệu USD, khoảng hơn 469 tỷ đồng. Vận đỏ của nam diễn viên trở lại sau khi vợ cũ là minh tinh Amber Heard rời Hollywood. Trang Daily Mail ngày 12 tháng 5 thông tin về việc Johnny Depp ký một hợp đồng béo bở làm đại sứ cho nhãn hiệu danh tiếng Dior của hãng nước hoa sau Veet. Đây được xem như hợp đồng đại sứ nước hoa dành cho nam giới có giá trị cao nhất lịch sử của sau Veet. Nó gấp đôi số tiền mà tài tử Robert Pattinson kiếm được khi làm người phát ngôn cho Dior Home. Brad Pitt cũng từng được 7 triệu USD để quảng cáo cho Channel No. 5. Vẫn thua xa những gì Johnny Depp có được. Johnny Depp trở thành gương mặt đại diện cho nhãn hiệu nước hoa Dior vào năm 2015 và tiếp tục làm việc với nhãn hiệu này. Trong bối cảnh vướng phải rắc rối pháp lý cùng vợ cũ Amber Heard, Dior đứng về phía nam diễn viên trong suốt quá trình khó khăn này và doanh thu nước hoa của hãng sau Veet đã không ngừng tăng tại các cửa hàng bán lẻ. Sản phẩm nước hoa dành cho nam giới của sau Veet bán chạy nhất trên các nền tảng mạng xã hội vào năm 2022. Nó cũng chứng minh nhãn hiệu Dior đã đúng khi luôn đúng về phía Johnny Depp. Trong lúc Johnny Depp lên hương thì Amber Heard đã rời khỏi Hollywood, chuyển về Tây Ban Nha sinh sống cùng con gái Onapet, 2 tuổi.